Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi chùa Châu Đốc các bạn. Đây là cái đường vô chùa Châu Đốc nha các bạn. Đây là chùa Châu Đốc ở dưới chân núi các bạn. Còn đây là trên núi, trên tuốt trên một núi. Còn đây là mình đi ở dưới chân núi biếu bà chúa xứ các bạn. Thì hai bên nó bán đồ rất là nhiều các bạn, nó uống view rất nhiều đồ các bạn. Bên đây là trên đây để bán mắm các bạn, mắm rất nhiều rồi. Bán trái cây đây ạ, đồn như bánh nhang đèn trái cây các bạn, để mình đem đi cúng đi bà. Trời ơi bông cái rồi quầy chị bán bông hoa cái trái cây để cúng bà ha. Đây cũng có cái loại quầy heo bên đường. Đây chiên bán mắm các bạn, nó mắm mắm mấy đủ để... mắm rất là nhiều các bạn. Đây là mắm cô giáo Thảo các bạn, đó rất là nhiều các bạn. Đây cũng là quầy mắm cô giáo Thảo. Ở đây mắm cô giáo Thảo là đặc sản của Châu Đốc các bạn. Đây là bán đồ lưu niệm, bánh bò đặc sản ở Châu Đốc các bạn, bánh bò hút nốt. Đây là bánh bò hút nốt à. Đó. Đặc sản luôn các bạn ha. Rất là ngon các bạn, làm bằng đường hút nốt các bạn. Đó. Đây là bánh phu thê các bạn. Đó. Me dốt bột luôn. Đây me dốt thái bột à. Đó. Đây là me thái nha. Rất là rẻ, 60 ngàn một ký thôi các bạn nha. Đó. Ủa vậy chị? Đây là mắm. Đây cũng quầy mắm rất là nhiều, quầy mắm mà rất là xung quanh hai bên đường ta bán mắm rất là nhiều, như là chân á, cái mắm mắm cô giáo Thảo nha, tức là cái cô giáo Thảo này rất là ngon, cho nên ai cũng lấy cái mắm của cô để bán. Còn đây thì chúng ta đã đến cái miếu bà chúa xứ các bạn. Nó đây đây là miếu bà chúa xứ các bạn. Ủa núi hình như xe hơi chạy lên được đúng không anh? Dạ. Rồi cái đây đó, đây là miếu bà chúa xứ ha. Cái nền gạch màu xanh rất là đẹp nha, như ngọc vậy bạn. Đó. Giờ mình đi vào ha, đi vào để tham quan cũng như là cúng bái bà chúa xứ ở đây ha. Mình sẽ đi một vòng khuôn viên trước nha các bạn, rồi mình sẽ đi vào miếu. Thì bên đây á, là cái dãy nhà đây là cái dãy để đợi để những cái vật như là người ta cúng bán như là áo tròn hay là chuỗi ngọc gì đó, người ta sẽ trưng bày bên cái dãy bên này. Mà
ta sẽ trưng bày cái dãy bên đây. Còn bên đây là chánh điện ha bạn, mình sẽ bên đây là cái chánh điện nè. Đây ở chánh điện đó bạn. Hai bên có hai con khê tử, hai ông chưa. Đây là chánh điện bà Chúa Xứ nha bạn. À. Đây là chánh điện. Đây là bà nha các bạn, đây là bà của ở núi Sam, bà Chúa Xứ đó các bạn. Ở trong chánh điện thì mình không được vào trong để quay phim, thì mình sẽ đứng ngoài mình sẽ quay ha bạn. Đây là bà nha các bạn. Đó, để mình quay. Mình không được đứng gần cho nên ở xa mình quay các bạn. Thông cảm nha. Đó. Cảnh ở ngoài nha bạn, mình đứng ở ngoài cái đền thờ của bà Chúa, của Chúa Xứ ở đây, mình không được đến gần để quay phim, các bạn thông cảm thì mình đây. Rất là uy nghiêm các bạn, trang trọng và uy nghiêm nha, rất là đẹp. Thì tại ở đây quy định là không được quay phim chụp hình ở do vô ngay là thì cho nên mình đứng ở ngoài.
mình sẽ zoom lại nên hình ảnh có thể nó không có đẹp. Nhưng mà dù sao mình cũng thấy được cái toàn cảnh của bà ở đây ha. Thì khách đến đây hành hương thì mỗi ngày 24/24 các bạn, mình cảm thấy gì á? Tại vì mình đi á, lúc nào cũng có lượng khách đông, cho dù 4 giờ khuya, 2 giờ khuya, 11 giờ khuya hay 1 giờ khuya vẫn có lượng khách đến cúng bái rất là đông các bạn. Chứ không phải là 24/24 nha bạn. Chứ lượng rất là nhiều. Đây. Giờ mình sẽ đi chỗ nhà trưng bày của bà nha các bạn. Nhà của bà thì bên hông, cái nhà mà dài dài bên đây nè, là cái trưng đồ, những cái áo của bà hay là chuỗi và những cái vật phẩm mà người ta đi giếng đi cúng á, thì bên đây ba chỗ này sẽ trưng bày ở đây để cất giữ ở đây để lưu niệm, thì mình sẽ qua đây. Đó, giờ mình sẽ đi hành hướng cái cầu thang, nó có cái cầu thang bên đây thì mình sẽ bên đây sẽ tham quan nha. Đây. Mái ở đây làm màu xanh hả bạn, nhìn giống như ngọc vậy á, xung quanh này rất là đẹp hả bạn, lung linh. Thì bên đây là cái hàng trưng bày vật phẩm của bà, cũng như là người ta đi giếng cũng như ghi cúng á, người ta sẽ trưng bày bên đây. Bên đây là cái chuông, nó những cái vật phẩm này người ta ghi cúng đi giếng thì người ta sẽ trưng bày bên đây. Cái chậu rất là to hai bên nữa bạn, hai bên cái chậu có cái chậu thì ta sẽ lưu giữ các giữ bên đây những cái áo bà đã mặc qua, người ta sẽ trưng bày ở đây. Đó, như đó, những hai áo của bà, thấy không? Bộ sưu tập áo của bà khủng các bạn. Đây là chuỗi, những cái vật phẩm này đều đã được qua trưng bày của bà rồi, xong qua đây ha. Đây, xác lập kỷ lục. Đó. Đó, những cái mà người ta đi cúng ấy, thì ở đây cũng là để lưu niệm ở đây hết nha, rất là nhiều các bạn. Đây đúng là cái áo của bà nha. Rất là nhiều ha. Đây là cái tủ đựng ba cái áo của bà ha, màu đỏ và hai cái màu đỏ và một cái màu vàng, rất là đẹp nha các bạn. Thiều, thiều đính rồng rất là đẹp, cực kỳ đẹp ha. Còn bên đây là những cái khánh liễn mà người ta đi cúng giếng bà, trưng bày rất là nhiều. Đây là những cái vật phẩm mà người ta đi dâng cho bà ha, rất là nhiều. Đây cũng là cái áo của bà nè, những cái áo trưng bày ở đây đều được bà mặc qua rồi nha, những cái nơi những cái áo trưng bày ở đây là mặc bà đã mặc qua rồi, người ta sẽ ghim qua đây để trưng bày để thay áo mới cho bà. Đây là những cái mà người ta đi cúng rất là nhiều bạn. Đây rất là nhiều áo nha, rất là nhiều, rất là nhiều. Bây giờ coi là 3 4
7 cái các bạn, còn rất là nhiều. Hôm nay 8 cái, đây rất là nhiều. Cho bạn coi cái mão của bà. Mão của bà như cái kiến này. Mình nhìn bên đây đi. Đó, mão của bà nha bạn. Sao trước quay coi khó mà. Mão của bà à. Còn đây là chuỗi nha. Đây thì có hài, áo và mũ. Mũ ở trên nó nguyên bộ mà nè. Nguyên bộ nè. Đó, nguyên bộ. Có hài cũng nha bạn. Có hài của bà nè. Bên đây là hài vàng. Trung kính nè. Và ở đây thì rất là linh thiêng nha các bạn. Ở đây thì bà rất là linh thiêng. Cho nên là cái khách hành hương đó, đến là quanh năm 24/24 giờ lúc nào cũng có các bạn. Thì từ chiều sáng sớm từ 4 giờ sáng cho đến, nói chung là giờ nào cũng có, 1 giờ khuya cũng có người hành hương. Hết giờ tham quan rồi đây, đó. Rất là đẹp à, những cái tranh liễn hay những cái vật phẩm lưu niệm mà người ta dâng cho bà, người ta sẽ bỏ bên đây để lưu niệm. Đó, rất là đẹp các bạn. Mình sẽ cái nhà rất là rộng để trưng bày vật phẩm như áo hay là những cái vật phẩm mà ta trưng bày. Đây là cái tảng đá. Đây là cái bằng băng đá sa thạch đào ở độ sâu 1,5 m các bạn, trước nhà trưng bày. Ở nhà trước trưng bày là cái nhà chỗ này nè, người ta khi người ta thi công người ta sẽ đào lên được, có hình dạng gì luôn à, giống như một cái cối ngày xưa để xây vậy. Đó, hình vuông các bạn, bằng đá sa thạch người ta sẽ trưng bày đây luôn. Thì khi thi công cái nhà này ta đã đào lên được cái đấm này và cái đá bên này đó, nên người ta lưu giữ ở đây luôn. Giờ mình sơ qua là cái nhà trưng bày của bà nha. Rất là nhiều, rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp, bình ngọc các bạn. Wow. Nào các bạn thấy không? Tính từ đây là cái cửa này ha. Đây cái cửa. Rồi bây giờ mình đi xuống nha bạn. À. Trong cái đài phone. Ông lo đài phone nhỏ, ông lo quay quạt ông nghe thì đi đâu. Không quan trọng là xuống luôn. Đây, cũng có đoàn hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn các bạn, đó rất là đông rồi.
đây cây đa bự ở ba mẹ đâu ngồi đâu hả nghỉ rồi đây mình lội ra ngoài các bạn. Đây nếu bà chú xứ ha. Giờ mình thắp nhang xong rồi thì giờ mình trên đường về mình lên sẽ mình lên núi Sam. Thì lên núi á thì nếu ai mà có xe hơi á thì có thể chạy trực tiếp lên trên đó. Còn nếu không được á, không có thì mình sẽ đi xe Honda nha. Mà xe Honda là phải người ta chở nha bạn, tức là mình không được chạy xe tự ý chạy xe lên đó. Bây giờ tạm biệt bà Miếu bà Chúa nha, mình sẽ đi lên núi chơi một chút rồi mình đi về. Thì hai bên này vẫn bán rất là nhiều đồ nha bạn, lưu niệm. Dạ không anh, em có xe em lên. Dạ dạ. Dạ. Rồi, hai bên vẫn bán rất là nhiều, đặc sản nhất là cái mắm nha bạn, mắm chua gió thảo bạn, nó rất là nhiều mắm nha bạn, nó rất là nhiều bạn. Mạnh lắm rồi con. Dạ. Hai đứa có đi xe lên núi không? Hai bên là bán rất là nhiều, thì nếu ngày lễ hội á ở đây cực kỳ đông nha bạn, thì đi mình nên đi những ngày mà không ngay cái lễ. Để chống thứ nhất là mình có thể thắp hương thoải mái và đi cái đứng cũng không chen lấn nữa bạn. Mình thích đi những vậy chứ mình không thích đi chen lấn. Đây hút nốt rồi. Đây hút nốt rồi, rất là nhiều nốt. Hút nốt. Chặt hút nốt rồi. Đó. Hút nốt uống rất là ngon bạn, nước hút nốt uống ngon, thịt hút nốt rồi ăn ngon các bạn. Đó. Là chặt hút nốt để lấy cái thịt ở ga bạn. Đó. Đây, đây là đường hút nốt, bánh bò hút nốt rồi. Rất là nhiều bánh phu thê bạn. Bánh phô thê và chè cũng đây, cơm dẹp nữa bạn, đó có cơm dẹp mà me bánh bò đó, bánh phô thê đây là hút nốt nè bạn, đây là thịt hút nốt nè bạn, đó bánh bò hút nốt. Ở đây là nước hút nốt các bạn, nó đây là quầy thuốc bắc các bạn, sâm giải độc gan các bạn, nó con sâm đi con ơi tao giờ chót cái gì ơi, năm tám là gì thì cũng kết thúc cái chuyến tham quan miếu bà Chúa Xứ các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên núi, thì nếu mà đi bằng xe hơi thì mình có thể chạy lên núi được luôn các bạn. Thì kết thúc chuyến hôm qua thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Thì mình cũng kết thúc clip mà tham quan miếu bà Chúa Xứ cũng như là ghi giếng cúng bà Chúa Xứ. Thì kết thúc clip tại đây, thì cảm ơn các bạn đã xem clip, ủng hộ kênh bằng cách like và bấm nút theo dõi các bạn. Thì
rồi theo dõi thêm một cái clip sau là mình sẽ lên núi, chạy lên núi Bà Chúa Xứ bằng xe hơi nha bạn. Thì về núi thì được chạy xe hơi lên thẳng, còn nếu ai mà đi sông Đa thì phải thuê xe chở lên thế mới được. Còn các bạn hãy nhớ theo dõi cái clip sau của mình leo lên núi nha bạn, bằng xe hơi bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem clip, rồi theo dõi cái clip sau để mình leo lên đỉnh núi của núi Sam nha bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào tạm biệt các bạn.